Lucao, trung vệ của Thành phố Hồ Chí Minh đứng sai vị trí, dứt điểm không được. Pha cứu thua của Patrick Lê Giang. Cú đá của Lucao không quá mạnh. Thêm một quả chuyền của Phạm Văn Long rất nguy hiểm. Pha băng vào đánh đầu trong tình vừa rồi là của trung vệ Pinto. Phút thứ 20 của trận đấu trên sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang giữ chân nhau với tỷ số hòa không đều. Khá nguy hiểm, không có bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Pha phát biểu có phần thất thế trong tình huống chơi bóng trên không. Thiếu chút nữa thì trung vệ Brandon Lucas của Thành phố Hồ Chí Minh làm nên chuyện. Tính to mang sao đây? Đưa tạt bóng. Daniel Green đi chuyền ngang rất nguy hiểm. Cú dứt điểm không vào, vẫn còn. Đã có lỗi việt vị. Người đã ở vào thế việt vị là Daniel Green ở bên phía cánh trái. Phan Văn Biểu đã tung người để cản đường căng ngang của Daniel Green. Daniel Green qua người, có thể dứt điểm. Bóng đã rơi cột dọc và đi ra ngoài. Đó là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của Daniel Green. Khá mềm mại với những pha tiếp bóng, đủ sức nhanh để có thể loại bỏ được cầu về đối phương. Có thể là cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần phải chắt chiu hơn với những tình huống cố định như thế này. Người chuyền bóng là Huỳnh Tấn Tài. Đấy đâu, vẫn không vào. Brandon Lucas là người một lần nữa lại tiếp cận với một thời cơ. Brandon James, tiền vệ phòng ngự của Đà Nẵng là người đã theo sát. Bây giờ là quả đá phạt góc của Võ Huy Toàn. Huy Anh, bóng vẫn chưa đưa được vào khung thành của Đà Nẵng. Dù ở một loạt những tình huống tấn công gần đây thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra được những pha chuyền bóng qua lại và những cú dứt điểm có thể nói là rất chất lượng. Quả chơi bóng của Daniel Green khá nguy hiểm. Bóng đá khá chạm vào đầu của cầu thủ đứng ở hàng rào và khiến cho đường đi trở nên lợi hại hơn hướng về phía góc cao khung thành của thủ môn Phan Văn Biểu. Đây là tình huống mà Phan Văn Biểu đã kịp thời phản ứng. Ngô Tùng Quốc đánh đầu. Pha bật cao của Victor Mansaray. Thành phố Hồ Chí Minh đang có bóng ở bên phía cánh phải. Tiếp tục là cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Tùng Quốc. Chân trái. Cú đá cuối cùng của Ngô Tùng Quốc là không đủ uy lực. Bóng đã dừng lại ở đôi tay của Patrick Lê Giang. Quả chơi bóng của Võ Huy Toàn vẫn còn. Nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Victor Mansaray đã đứng trước một cơ hội cực tốt và tất nhiên là bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà. Có một quãng thời gian rất dài trong hiệp thi đấu thứ hai là một khoảng lặng thực sự là rất khó hiểu trong cách chơi của Thành phố Hồ Chí Minh. Họ không kiểm soát được khung giữa sân, họ không triển khai những pha bóng dồn ép, nhưng bàn thắng cuối cùng cũng vẫn tới với đội chủ nhà. Đánh đầu, gọi dứt điểm. Rất khó tin là cú đá vừa rồi lại là một pha xử lý có thể nói là rất tệ của Phạm Văn Long.
là một cầu thủ kinh nghiệm trong tiếng vừa rồi thì Phạm Văn Long tất nhiên sẽ phải xử lý khác. Đây hoàn toàn có thể sẽ là trận thua thứ 6 của Đà Nẵng ở mùa giải. Rất nguy hiểm. Quả chúc Lê Giang vừa cứu thua tuyệt vời. Vút bóng. Các cản phá tuyệt vời của Lê Giang. Cú đá vừa rồi là của Đình Duy. Những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi dồn ép, nhưng ở những phút cuối cùng này của hiệp 2 thì đội bóng cần phải có bàn thắng là FC Đà Nẵng đang dồn lên. Họ cũng đã tạo ra những pha bóng rất chất lượng, nhưng đứng trước khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh là Patrick Lê Giang. Một sự tăng cường ở giai đoạn 2 và Lê Giang đã làm quá tốt công việc của mình. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng duy nhất của Victor Mazzarri đã đem về 3 điểm vô cùng quan trọng cho Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải 2023. Một trận đấu căng thẳng kịch tính đã diễn ra trên sân Thống Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và đội khát điểm hơn đã có được chiến thắng. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và RB Đà Nẵng trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai của giai đoạn 2 Nai Phúc V-League 2023 xin được dừng lại ở đây. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.